Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Cuốn video này đến với anh em nhóm yêu cây ART ở xã Sông Lô, thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Tôi gửi đến hình ảnh của một cây xanh Nam Điền. Cây xanh mà cái chất lá, cái màu xanh nó là xanh sẫm. Cây này mà các anh bấm lên dăm nhiều thì là lá nó nhỏ đi còn đẹp nữa. Hôm nay thì các anh vội quá. Chắc là đến chiều, thế anh nói là chủ cây chiều quay lại sẽ bấm để cho nó phân giới giữa quả phúc này, tán này, bông này, bông nọ bông kia nó không chập nhau. Trước hết là chúng ta nhìn về cái vóc dáng của cây xanh, một cây dáng trục, có cái tay rơi văn nhân, cốt bệ cũng được, chất cây thì cũng có tuổi rồi. Nói là già lắm thì chưa phải đâu, nhưng cũng đã già đấy. Tầm cây một người bê thì đầm tay, hai người là ok. Cao khoảng độ 80 cm mặt trậu. Đấy, tôi đang quay để tới giấy mà. Và đấy, cho nên nếu mà anh ấy tỉa đi có phải nhìn nó rõ không? Đấy, nó không bị rũ xuống này. Chắc là chiều anh ấy tỉa. Vì cái mùa này cắt được rồi, mùa này không bao giờ sợ cháy nữa. Mùa này cắt đẹp rồi đúng không? Vâng. Mùa này đúng rồi. Đấy, cắt đi cái này nhìn nó gọn. Rồi, đẹp ấy. Vâng, bệ phía sau này. Cây này chủ nhân là ai anh? Điện thoại đây chú ạ. Vâng, anh Mạnh, mà cái hai Mạnh thì anh Mạnh này là cái đuôi 3 con 1 đây. 0962717111. Vâng, tiếp tục đến với một số những cây xanh tầm nhỏ này. Bốn cây cây này có phải cùng một người không? Không ạ. Bốn anh khác nhau. Bốn người khác nhau. Vâng. Cây này của ai? Vâng, cây này là của anh Quang này. Đấy, không có chủ cây ở đây đâm ra mình không hỏi được cái giá. Cho nên thôi cứ đăng số điện thoại đi. Anh Quang 0915 165 307. Rồi. Tiếp theo một cây xanh nữa. Chỗ này là bốn cây xanh liền nhau. Hôm nay là mới mẻ, là lần đầu, đoạn từ sau các bạn sẽ viết treo trên cành cây. Đấy. Viết vào cái này xong treo lên đây, cây cáp. Mỗi anh em khoảng độ chục cái thì treo vào cùng mình. Làm sẵn đi, chỉ cần tên và số điện thoại thôi, không cần đặt tên tác phẩm là cây gì cái gì cả. Đến chỗ nào mình treo được. Đấy. Và dùng mãi, tức là mình ép cái loại dạng meca đấy. Như nhà tôi ví dụ, tôi chỉ viết chữ Hương Sắc Đỗ Sinh số điện thoại, thế là đi đâu mình treo được. Rồi, cây này thì của ai? Của anh Huy. Và đây là số điện thoại của anh Huy này. 0965 243 777. Rồi, tiếp đến một cây nhỏ mini nữa. Và vẫn phải soi vào. Vẫn phải soi vào số điện thoại. Và đây là cây xanh mini của anh Mạnh đây. Rồi, tiếp đến một cây xanh hai thân. Hai thân chính này. Cây này già lắm. Cây này thì tuyệt vời rồi. Về cái tuổi thì phải chê rồi. Thank you.
Cây này già quá. Cây này của anh Thịnh nhỉ? Và anh Thịnh lần đầu tiên có số này, lên sóng này. 0945 này. 267 288. Đấy, các anh ghi số cẩn thận nhá. Lệch một số phát là lệch một ly đi một dặm. Rồi. Tiếp tục một cây chuối. Cây chuối này của ai? Của anh Thịnh rồi. Cái số này là cái số 4 chưa? Đấy, anh thấy không? Tôi tinh không? Tôi nói bâng quơ mà đúng đấy. Đấy, tôi chỉ soi điện thoại nên tôi nói bâng quơ, tôi bảo ghi số cho nó chính xác nhá, không là nhầm một số là một ly đi một dặm, hóa ra là nhầm thật. Cây chúng ta vừa xem cây xanh mà rất già đó là của anh Thịnh. Thì cây này cũng của anh Thịnh. Nhưng mà số anh Thịnh đây nhá, đã thay thành quân số 7 thành quân số 4 rồi. Đó là 0945264228 nha các bác nha. Đấy. Được chưa? Nói vâng quơ và trúng đúng cái số của anh Thịnh là cái anh nhầm một số thật. Và tiếp tục đây, một dãy này có... tôi sẽ chia đến cây xanh tiếp theo là cây mini này. Đấy. Cho nên là bây giờ cứ đến cây nào lấy số nào nó cũng hơi vất vả, cái là phải soi vào. Chứ nếu mà treo đây mình dí ống kính vào cái là xong. Vâng, đây là của anh Mạnh, 0929 872222. Cây này có phải của anh Mạnh nữa không? Cây này cũng là của anh Mạnh luôn. Của anh Mạnh nhá. Đây. Cây này cũng của anh Mạnh này. Và cây này của anh Mạnh. Và tiếp tục chuyển sang cây xanh hai thân song siêu này. Được hay cũng của Mạnh. Không, hai cây này của anh cộng. Hai cây này cùng bàn là của một chủ à? Thế thì tiện rồi. Và đây là cây xanh hai thân song siêu này. Xanh quê. Bao nhiêu nhỉ? Số bao nhiêu? Số của anh đây. Cộng. Vâng. À, số điện thoại của anh Cộng là 0913063157. Và cây xanh song siêu và cây si này cũng của anh Cộng luôn này. À dạ, cây si có một cái chỗ này nó như là cái máy khâu. Đúng rồi, anh ấy đang đặt tên là máy khâu 5 con bướm bướm chú ạ. À đây. Thế mà Đỗ Sinh vừa nói xong là nó giống máy khâu thì hóa ra là ý tưởng của ông anh Mạnh này cũng thế. Anh Cộng cũng muốn là đặt là máy khâu 5 bướm đây. 5 bướm thì làm 5 tán là thành 5 bướm cái gì đâu. Một tán ngọn ở giữa còn 4 tán 4 góc thì là đúng 5 bướm đấy. Đây, cây si này các bác nhìn này. Đây là của anh Quang à? Vâng, cây lục vườn của ai? Cây lục vườn của anh Thịnh chú ạ. À, lại của anh Thịnh. Vâng, tôi soi đến cây xanh của anh Quang ấy nhá các bác. Cây xanh mà anh đưa cái tượng vũ nữ vào đây này. Đang đội nước. Kiểu như con gái chăm ấy. Rồi, đây này. Đấy, là anh Quang. Thế còn bên này là của anh cây lục vừng của anh Thịnh rồi. Đây là trung tâm chuẩn bị rồi chú ạ, nhưng mà hôm trước mưa bão là nó ướt hết, không có kịp chuẩn bị lại. Ướt cái thẻ á? Không, mình bày cho cả đoạn tí, lúc nào nghỉ tôi bày cho canh làm, kể cả anh treo cả mưa cả nắng không gì.
Tôi đi làm ở các tỉnh phía trong Bình Dương này, tôi mới vừa rồi vào Ban Mê Thuật, tôi hướng dẫn các anh ở trong Đắk Lắc làm sướng lắm. Cây này của anh Đản à? Cây này của anh Thịnh ạ. À, cũng của anh Thịnh à? Vâng. Và cây lục vừng. Lục vừng luôn ạ. Cây lục vừng này và cây lục vừng này cũng của anh Thịnh, hai cây rồi. Cả cây xanh đấy luôn. Cây xanh cũng của anh Thịnh. Vâng. Và thế thì nó tiện luôn. Và anh Thịnh cũng có tiếp một cây xanh này nữa này. Và chúng ta thấy có một cái cây xanh một tán nấm này. Bệ rất già, trắng phau. Thậm chí xuống tiền chết, ép trọng là chết nhiều chứ. Vâng, tốn ép chết nhiều lắm ấy. Vâng, dạ. Cây này của ai? Cây này của anh Sinh. Không biết có phải Đỗ Sinh không? Không, chắc là họ khác. 0974 074 123. Và vẫn tiếp một cây xanh nữa đây. Alo. Có khúc đồng à? Nó ở đâu gửi ra đấy? Nó ở đâu gửi đến em biết không? Cái này của ai nhỉ? Cái này anh Mạnh đúng không? Anh Mạnh mà số 442 ạ. Vâng. Của anh Mạnh này. Anh này nhiều cây đẹp lắm. Rồi, được đấy. Vâng, chúng ta đến với một cái tiểu cảnh tùng đen này, còn gọi là cây cứt chuột đây. Một cái tiểu cảnh đặt trên một cái khay đá mỏng, mặt phải ở bên kia. Bạn đang ở đâu rồi? Thế thì để chờ 5 phút bây giờ. Gồm có rất nhiều cây tùng đen. À, một cái tiểu cảnh nhỏ nhỏ cũng được, rất sinh động đấy. Mua cái riêng tùng đen này nó phải có cái phân bón riêng của nó. Con kia đang thiếu phân, cái rừng kia nó đang sơ sát. Có khi là mình lấy cái cuốn này, lấy cái tiểu cảnh tùng đen này đẹp rồi. Nhiều cây mini nhỏ. Ừ, mình cũng rất thích tùng đen bởi vì mình đã ra Đông Triều ra Vân Đồn Quảng Ninh làm cái chương trình ở ngoài ấy rồi. Cái này là móng cái không ạ? Ừ. Rất hay. Chơi tùng đen này nó là chơi theo phong thủy đấy. Lá nó nhỏ. 084. Sức khỏe tốt. Sống rất tốt, rất khỏe. Cái này đá mỏng đặc hay là nó có sẵn bán ở? Cái này là đặc. Rồi. Cái này của anh à? Cái này cái bộ này của anh à? Dạ vâng ạ. Cái này bao nhiêu tiền anh ạ? Cái này của con là 3 triệu ạ. Giá 3 triệu ạ? Dạ vâng. Và anh ra đằng trước đấy. Anh ra đằng trước. Anh lại có cái cây gì mini ở đấy? Cây này là cây mai chiếu thủy không ạ? Mai chiếu thủy mini. Cây này bao tiền anh? Cây này của con là 1 triệu ạ. 1 triệu. Vâng. Và 3 triệu cái tiểu cảnh này. Dạ vâng. Mình xin cái kiểu ảnh đấy, anh ngồi xuống một tí được. À nhưng mà chụp ở trong này ngược sáng. Và tôi đã chụp cái anh có một cái tiểu cảnh tùng đen này, còn gọi là cây cứt chuột này. Trên tay lại cầm cái mai chiếu thủy mini. Và sau đó tôi sẽ lấy rũa điện thoại để anh em giao lưu nhá. Cây tùng đen, tiểu cảnh tùng đen là rừng tùng là 3 triệu đúng không anh? Dạ vâng. Còn cây này
Cái này là 1 triệu ạ? 1 triệu. Vâng. À, tôi lấy cái số điện thoại của anh để chúng ta giao dịch. À, đây là số của anh Hà. 084 797 1979. Vâng, và qua tâm sự của anh Hà, à, đúng không ạ? À, anh Hà, anh Hà, anh còn có cái bộ chơi mà chính các anh đang ngồi thưởng trà ngắm cây đây này. À, tôi thấy cái ảnh này đẹp quá. À, anh nhìn, các anh nhìn đây, tôi xin kiểu ảnh này. Đấy, gọi là cà phê bonsai này. Đấy, chụp nhá, chụp này. Rồi, à, đây đây, có cái, à, anh ngồi quả đi. Thế thì Hùng ngồi đây, Hùng. Đây rồi, đủ một bộ rồi. Đấy, mình lấy xa mình chụp đây. Đấy rồi, các anh cứ tự nhiên nhá. Cứ tự nhiên. Rồi. Cái bộ chơi của các anh này tôi soi luôn này. À, cây này thì vừa soi rồi. Giá 1 triệu này. À, đây là cây dưới này giá bao nhiêu anh? Cái này không có giá. Không có giá, tức là để chơi. À, không có giá thì đặt xuống đất vậy. Rồi. Đây là để chơi. Được rồi, nhất trí. Thế còn cây này là cây... Hả? Cây chắc, gỗ chắc dây. Cây gỗ chắc, rồi, gỗ chắc dây. Cây gỗ chắc thì nó sống khỏe lắm. Vâng. Và nhà tôi có một cây bà cứ bảo là trông như là cây rau ngót ấy. Đấy, đúng rồi. Vâng, tiếp đến cây gỗ chắc này bao nhiêu? Cây này không có giá. Không có giá. Cây sam hương này. Vâng ạ, cái đây là cây sam hương. Vâng. Sam hương thì trên cái đá thấm thủy rất đẹp, vâng. Rêu mốc. À, chơi này trông như là cảnh ở bên Nhật ấy. Bao nhiêu anh ơi? Cây này 1 triệu rưỡi ạ. 1 triệu rưỡi. Chơi quá được đấy các bạn, rất hợp lý. Thế còn cái kia là trang trí thôi. Cái này là thạch sừng bồ đấy, không trang trí đâu. Cái dòng này là cỏ Huế đấy ạ. Cỏ Huế. Vâng. À, đá để đá ong. Vâng. Đúng không? Vâng, thạch sừng bồ Huế. Bao nhiêu tiền là... cái chậu này? Cái này con để chơi ạ. À, vâng. Cái này cũng để chơi ạ. Cái này à, là kỷ niệm. Thế là gọi là kỷ niệm trang trí. Vâng. Rồi. Rất tuyệt vời. Anh bày này là đúng vào cái sở thích của tôi đấy. Dạ. Vì hướng tới anh em tôi kinh doanh khách sạn mà. Vâng. Cho nên những cái này cứ để vào lễ tân rồi, hoặc là cửa sổ phòng khách hoặc là ban công là khách thanh toán tiền là bê cả cây ra xe luôn. Là giả tiền cây luôn. Rồi, cảm ơn anh Hà nhá. Và trước khi kết thúc video chúng ta đến với hai cây xanh. Cây nhỏ nhỏ. Cầm đi để anh em uống nước giao lưu chơi. Hàng như này có thể ồ, cây này lọc răm ra nhìn hay quá nhỉ. Cây này dáng đẹp này. Ờ, Hà về nhá. Vâng. Rồi. Và cái này của ai anh Hùng ơi? Cho mình số điện thoại anh Phương đã. Xong là mình dừng cuốn phim này, sang chuyển sang video khác. Vâng, chúng ta yêu thích cây xanh mà tôi đang chia sẻ ở đây thì chúng ta đến với anh Phương này. 0979 này. 545487. Rồi, ok. Vâng, Đỗ Sinh di chuyển sang cuốn video tiếp theo, mời các bạn tiếp tục theo dõi.